Sau 2 tuần ươm cây xóa đói giảm nghèo thì giờ đã mọc nhôm nhổm lên rồi. Đấy. Đây. Đây, cái mầm non này, lá non bắt đầu mầm. Đấy, lá non. Đây là hệ thống cây xóa đói giảm nghèo. Bao nhiêu thôi thì trồng sẽ được rất là nhiều. Để lên bầu, đây là một quá trình ươm. Để lên bầu sẽ quay kỹ hơn về kỹ thuật lên bầu. Đây, cây lá non của nó đây đấy. Cây này đã chào đón ánh sáng mặt trời đây, rất là nhiều mọc rung rung, nhìn nó lóc nhóc nhìn vui mắt. Rồi quý vị đăng ký để theo dõi sự thay đổi của Thạch Mộc Trang. Xin chào và hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo.